Hi, xin chào tất cả anh em nha. Nay nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một siêu phẩm dòng Isuzu TR63. Con này chạy mới hơn 1000 mấy chục giờ thôi. Đó. Đây, đầu tiên em sẽ cho anh em xem được nó đẹp cỡ nào. Đây, dàn lông của nó nè. Dàn lông zin nguyên si nha anh em. Con này em bao. Dàn lông rất là đẹp luôn. Đó, nó về thì nó cấn nó hơi chày chày ngay khúc này nè. Đó. Như anh em mà ưng á thì em có thể làm lại, nhưng mà mình để riêng về thì nó hay hơn, nó đẹp lắm đó anh em. Dòm nè, cái vàng lông của nó nè, đẹp tuyệt vời luôn. TR63 dầm nè, quay gầm cho anh em xem. Đó, quay từ từ cho anh em chiêm ngưỡng đó. Coi thử một cái con mà nó chạy hơn 1000 giờ một chút đẹp mới như thế nào, rất là đẹp luôn. Mâm zin luôn, mâm vỏ nè, vỏ nè, nó đi vỏ PKT 10 210 90 24, vậy là 83 24 đây nè. Đó, vỏ rất là đẹp luôn. Đó, bốn cái vỏ này là không có chê được. Đây, vỏ nè, vỏ trước rất là đẹp luôn, vỏ đâu là không có chê vào đâu được, rất là đẹp. Đây, chân gầm tháo mở giùm hai cái này ra đi. Vỏ sau vỏ BKT nè, 12432 này, dài xem cái lườn ở trong rất là đẹp, mái móc này. Đã ghê không? Này lườn lạnh này, ốc ác rồi, nó bảy màu hết, nó xài á anh em, nó xài nó mới còn cỡ này được. Còn nó xài nhiều thì nó không có cửa đâu. Đó, anh em thấy không nè, máy rất là đẹp, cái máy luôn, động cơ nè mới hơn 1000 mấy giờ thôi, xưa giờ mới gặp được. Con nói về 63 thì con này là con thứ hai. Con đẹp thì mấy tháng trước em có bán về cho ở Hải Dương một con, cũng ngang ngửi với con này á, tin biến nè. Đây là 63. Lớp sau nè. Bốn cái vỏ bánh đẹp lắm. 12432. Mâm zin, ốc tán zin hết, zin nguyên con. Siêu phẩm. Nó cực kỳ đẹp luôn. Đây là đùi nè. Đây, em dòm phần mông đó nè. Dòm cái mông là thấy yêu liền. Đùi đốm rồi nè, rất là đẹp luôn. Phải nói cái dòng này về thì nó, cái dòng TR63 thì nó đợt này nó hiếm lắm anh em, tại cũng có nhiều người người ta biết á, người ta biết nó là phẹt 2022 2220 3 số 2 số 0 đó, bởi vì cái động cơ nó backing 3.0 cực kỳ bền luôn. Em thấy không? Nó cái dòng phẹt mà cái dòng xe lớn mà nó còn cỡ này thì anh em biết rồi. Xài quá ít luôn. Con này về nó đang thiếu cái cặp kiếm nè. Đó, anh em có ấy thì em bỏ cặp kiếm vô nha. Đó, nó về nó bị thiếu cái cặp kiếm đi. Nó bị lạc đi. Đó, em sẽ bỏ cái cặp kiếm cho anh em. Đó, đùi lớn. Rất là đẹp. Rồi. Vòng luôn, dòm cho nó sướng mắt. Em này em khoái xe đẹp lắm. Nó còn cái mạc nữa, còn cái mạc xuất xưởng. Cái gì đẹp là khoái à, đẹp nó mới ngon được. Thiếu nè, thiếu xuất xưởng nè. Này nó không có ghi ngày tháng nữa ha, mình ghi ngày tháng ngon. Đây, hệ thống số đây, 1234 số cơ ha, 4 số nè, 3 tầng nhanh chậm nè, tiếng lùi đồng tốc nè. À, cái cần này cần nhanh chậm đấy nè, xem một cần nhanh chậm đây nè, 1024 giờ. Đó, anh em thấy không, còn máy còn xe mà nó cỡ này thì đó nè, thấy những cái ốp nhựa của nó nè, đó nó còn rất là đẹp luôn. Này là cái
điều hòa. Điều hòa là mình quay cái này. Bên đây nó cũng có nữa nè, đây là hướng xuống chân nè. Anh em giờ cái ốp mũ của nó nè, nè thấy không, nó ít xài những cái mũ này nó mới còn đẹp như vậy. Anh em giờ nè, cái ốp mũ của nó ít, nó ít xài. Đây miếng da của nó đây, tiếng đây, tiếng riêng nha. Đây radio này, hệ thống đèn, kiến cái đèn trước đèn sau đây, hệ thống máy lạnh, lấy gió trong, ba số đèn ưu tiên. Cái này thì nó sạc nổ thôi, cái kinh mà nhích nhẹ qua là nổ thôi. Lên giùm ta cái ben đi, mở cái này nè. Rồi lên giùm cái ben đó. Đây nó cần vàng, đúng rồi. Rồi hạ xuống đi, lên cái nữa đi. Rồi hạ xuống, rồi vô xuống sới. Đây nè, lên. Cái cần này cần gì? Cần gì đó, nó cần để ben chạy ben. Rất là đẹp luôn, làm cho máy nổ rồi, cực kỳ luôn. Cái động cơ nó không thể che gì đâu, đừng ru. Để tao chạy ra. Đóng cửa này, thằng tay nằm đây nè nha. Có nhiều anh em hay lấy xe về một quên cái vụ đóng tay nữa. Nói chung là ngồi trong cabin là chỉ có nghe tiếng gió thôi. Em chạy có một tay à, không có chạy nhanh được. Đây phải lạnh rồi nè, bắt vô. Bắt vô phải lạnh là bao lạnh nha, lạnh ngắt luôn. Con này về là mới về là nổ lên một phát là nó là teo ri luôn. Lên là chạy nhanh, giật xuống là chạy chậm. Bên đây nó có một tầng nữa này nha, em phải lùng, em phải giật hết xuống này. Nhanh. Phải lùng đầu tiên. Rồi con này thì giá thì phải 220 mới giao cho anh em được nha. Đó. Rồi em báo giá luôn. Tại những cái dòng này thì
với những cái con xe đẹp này hầu như thì chỉ có bên em nhập về được thôi, TR63. Nên giá cả thì cũng có, nãy cũng có hỏi anh chủ rồi, anh chủ báo. Còn cái nào mà thì những con xe mà thí dụ như ngày hôm đó mà không có chủ thì em không biết giá, thì anh em phải thông cảm ha. Còn hôm nào có chủ, gặp chủ thì hỏi giá thì chủ báo được. Đó, rồi mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ. Rồi thôi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.